vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 23 tháng 3. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Theo báo cáo mới nhất của Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, nếu mọi việc thuận lợi thì nhanh nhất tháng 9 năm nay, Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên mới khai thác thương mại, tức trễ 2 tháng so với kế hoạch trước đó. Hiện nay, tư vấn độc lập đang đánh giá an toàn hệ thống để cấp chứng nhận cho dự án Metro số 1. Gần 13 giờ ngày 23 tháng 3, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết xong hiện trường vụ xe container tông giải phân cách trên quốc lộ 22 gây ùn xe nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, xe container mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh do nam tài xế điều khiển chạy tuyến quốc lộ 22 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Khi qua ngã tư quốc lộ 22 Nguyễn Văn Bứa khoảng 300m thuộc thị trấn Hóc Môn ở huyện Hóc Môn thì được cho là gặp sự cố nổ lốp. Chiếc xe hút bay nhiều đoạn giải phân cách cứng bê tông văng ra khỏi hàng, lao sang làn xe máy. Thùng nhiên liệu xe rò rỉ, tài xế phải sang chiếc nhiên liệu tránh trường hợp xe phát hỏa. Thời điểm này tại cầu Ba Son ở phía quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, ở nhiều vị trí như trụ cầu, lối cầu thang bộ lên xuống đang bị bôi bẩn bằng những hình vẽ nguệch ngoạc. Các hình vẽ này có kích thước lớn nhỏ đa dạng, được tạo hình chủ yếu bởi sơn màu đen, trắng theo kiểu graffiti là vẽ tranh đường phố. Ngày 23 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với hai cán bộ hải quan là Hồ Việt Tân sinh năm 1963, ngụ ở tỉnh Tiền Giang và Bùi Huỳnh Bá Phước sinh năm 1984, ngụ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng thuộc chi cục hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ. Đây là kết quả của quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu dầu FODO do đối tượng Lê Tấn Hòa sinh năm 1976, cư trú ở phường Phú Mỹ, quận 7 cùng đồng phạm thực hiện. Thưa quý vị các bạn, thì Bộ Y tế đã liên tục cảnh báo bệnh dạy tấn công nhiều người dân. Mới đây thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 7 trường hợp nhập viện vì lên cơn dại, nhưng cả 7 ca này đều tử vong. Như vậy có thể thấy rằng việc chủ quan tiêm vaccine phòng bệnh dạy sau khi bị động vật cắn, nếu phát bệnh, tỷ lệ tử vong là rất lớn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Tiêm chủng là phải sớm, tại vì vaccine nó không phải là chích vào là có hiệu quả liền. Vaccine khi chích vào cơ thể thì ít nhất là phải 15 ngày nó mới có hiệu quả. Cho nên là nếu như mà mình tiêm trễ quá thì nó chưa có tác dụng. Hiện nay, trong quá trình chích ngừa vaccine ngừa bệnh dại, tùy vào mỗi trường hợp, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân tiêm số lượng liều và thời gian tiêm là bao nhiêu. Tuy nhiên, tuyệt đối phải tuân thủ, tiêm đủ mũi mới có cơ hội phòng bệnh cao tối đa nếu bị động vật cắn phát bệnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.